Hello các bạn ơi, xe đây muốn bán này. Bán nhiêu cái này? 10 triệu, bán là 9 triệu. Bán là 9 triệu hả? Xe đây được không? Nó thử coi. Ok không? Ok hả? Xe đây bán lại 9 triệu. Nên em thiện chí thì bớt vài trăm cho anh em xa nhá. Này, xe của ông đây này. Xe là bán lại. Xe đây cũng bán luôn nhá. Tao rút đây nhá, tao ớt đây nhá. Bán lại 7 triệu nhá. Có giấy tờ đồng hoàng nhá. Đây. Xe đây bùng máy rồi. Bán lại 7 triệu để anh em đi làm nha. Xe đề 9 triệu. Có thằng đi trước, thằng đi sau rồi để... Có thằng đi luôn này. Đi trước, đi sau đây, đi sau đây nha. Để đi trước. Đó. Có đèn pin. Đây nè. Đi bằng đêm. Mà đây ngon lắm. Kia là 7 triệu. Có giấy tờ. Đây là 9 triệu. Lắc thằng xe kia. Cảm ơn nha các bạn đã xem nha.